mụ đáp nói vào: cả ngày ăn cơm hưởng bổng lộc triều đình, cần các ngươi có ích gì, chỉ bằng lo súng chém đầu hết. Cả ba quân đang nổi giận, và lúc này mình nên tránh đi, không cẩn thận lại chọc hắn ta nổi giận. À, ai đang đứng bên ngoài ra đây thì cảm. Phụ hoàng, Thất Thất, sao con lại đến đây? Mình đánh quá, thật là không đúng lúc. Ở đây vừa trải qua một trận đại chiến sao? Phụ hoàng, Thất Thất đến đưa đồ ăn cho người. Con đang làm đây. Con ngẩn ra đó làm gì? Con không mau lau sạch dưới đất đó đi, hết đi. Vâng, vâng. Đúng lúc chậm cũng đói rồi, Thất Thất đem đồ ăn gì cho phụ hoàng? Là bánh dứa, bánh phụ hoàng thích nhất. Là con làm. Tài nghệ của Thất Thất không giỏi, phụ hoàng đừng chê. Bệ hạ, xin để nô tài thử trước. Không cần. Vâng. Ừ, rất ngon. Đây, con cũng nếm thử. Sao tay con bị thương thế? Tại lúc cắt bánh dứa không cẩn thận bị cắt trúng. Nô tài của vệ ung cung chán sống rồi không? Lại để con cô, lại để con đụng vào vặt nhọn. Người đâu, đưa tất cả nô tài của vệ ung cung lên đây. Phụ hoàng, vị tài không có liên quan đến họ. Thất Thất muốn tự lai làm đồ ăn cho phụ hoàng mới không cẩn thận bị cắt trúng, không liên quan đến người khác. Phụ hoàng là minh quân, không thể làm hại người vô tội. Con nói chậm là minh quân. Không biết ai dạy con nói những lời này thế. Nhưng nếu con đã cầu xin, lần này coi như bỏ qua, lần sau không được phép đụng vào mặt nhọn. Vâng. Hay, vốn dĩ muốn đến để bày khổ nhục kế, ai ngờ không ông bề trắng đen, chút tí nữa liên lệ đến người yêu nguyên kỳ tỷ rồi. Mình phải nên cẩn thận. Hôm nay đến Quốc Tự Giám nghe giảng thế nào? Hả? Nghe giảng? Xin rất hay. Thái bác dạy con những gì? Dạy cái gì? Dạy cái gì mình cũng biết. Học tam tài kinh. Tam tài kinh. Vậy vất vả cho Thất Thất rồi. Không vất vả, Thất Thất chịu được gian khổ. Còn đấy, bài vở của Quốc Tự Giám nếu không theo kịp, phụ hoàng có thể chỉ con, như lần sau không được phép nói dối nữa, biết chưa? Thì ra hắn ta biết mình đang nói dối. Quốc Tự Giám trước giờ không dạy Tam Tự Kinh, đa phần lấy thơ văn chương làm chủ yếu. Các học viên đến nghe giảng đều là con cháu của công khanh hằng, tuổi cũng phải lớn, con học không vào được, chẳng không thấy làm lạ. Nói đến những học viên, hôm nay Thất Thất gặp phải một người nói rất nhiều, không biết là con vị không thần nào, hình như tên là Hà Cảnh, là con thứ của lại bộ thần thư Lan Hạ Nguyên Chương. Tố chất bình thường, ngang bướng, huống hồ lại bộ không cấm quyền hành, tại sao con lại hỏi người này? Người Thất Thất tiếp xúc không nhiều, chỉ cảm thấy hắn thú vị nên mới hỏi. Lễ bộ con thứ không có quyền hành, xem ra không phải đồng bọn của hoàng hậu, có lẽ có thể thu nhận sau này có làm có cái dùng đến. Thì nói đến người khác nữa, cái bút này cho con. Cho con, nhưng tay của con nhỏ như vậy, cái bút này lại to như thế. Con còn nhỏ, đương nhiên không phải để con dùng, con giúp chẳng. Sao ngươi lại ở đây? Mùi đã được ăn cho phụ hoàng. Xui xẻo rồi, sao lại gặp cô ta? Hoàng hậu cũng ở đây, mình nên đi trước thì hơn. Đưa đồ ăn. Đến lúc mang đồ ăn ra ngoài, ngươi cầm cái gì ở trong tay, có phải là ăn cắp thứ gì không? Không có gì, mùi cũng không có ăn cắp đồ. Trời đã tối rồi, Thất Thất cáo lui. Đưa ra đây cho ta. Được lắm, dạ Thất Thất, rõ ràng của ngươi cũng đến đấy, là giả băng cấp viết của phụ hoàng. Ông nào gì vậy? Phụ hoàng, Thất Thất giả băng cấp đồ của ngươi, quả thật là đang nói dối, ngươi phải xử lý nó. Ra đầu, trong hoàng cung mà giả băng cấp đồ, đời đó trời chết đi. Chẳng không phải bảo con cấm túc một tháng sao? Ai cho con ra ngoài? Bệ hạ bớt giận, ta làm thiếp tự ý bỏ lệnh cấm như Hường Nhi, nó đã biết sai rồi. Là như thần đã mệnh lệnh của chậm, hoàng hậu thượng vào có thể kháng chỉ. Phụ hoàng, việc này không liên quan đến mẫu phi, là Thường Nhi muốn đến gặp phụ hoàng, Thường Nhi biết sai rồi. Biết sai. Mấy năm nay những cái con không học, ngược lại đi học những thói hư tật xấu, sao chậm cảm thấy càng lớn con càng không biết nghe lời. Làm thiếp dạy bảo không nghiêm, mong bệ hạ thứ tội. Bút chậm, bút chậm tặng cho con phải biết giữ nó đấy. Vâng, phụ hoàng, bút này là người tặng cho con mùi ấy, nhưng đây là bút người dùng để phê tấu chương, con nói xem. Không phải tiện nhân ăn cắp,
Phụ hoàng làm sao có thể cầm đồ quý giá như thế cho nó, dựa vào cái gì? Thất thất hoàng muội, xin lỗi, hoàng tỷ không nên sỉ nhục muội. Thầm cô chúa trước giờ khi thấy cao mắt trời, đang muốn cúi đầu nhận sai, không biết cô ta đang muốn làm cái gì. Không sao, dù gì đã thất cũng không có giận hoàng tỷ. Thì hiền cho ta và chồng bộ mặt của ngươi. Phụ hoàng đừng giận hoàng tỷ nữa, chị ấy đã biết sai rồi. Gọi là thất thất hiểu chuyện, thấy ta làm dễ thì trở bàn tay chưa? Đa tạ hoàng muội đại lượng, hoàng tỷ tiễn muội về lựa ngân cung. Không, việc này không cần đâu. Đi đi, mẫu phi và phụ hoàng lâu rồi chưa gặp, chúng ta là tiểu bối vẫn nên cáo lui trước đi. Hoàng tỷ nói rất đúng. Thất thất, hoàng tỷ có thể giáo muội một vấn đề không? Tỷ nói đi. Vì rồi lúc nãy nên nhanh chóng chạy đi, bây giờ đã ngồi lên xe ngựa của cô ta, xung quanh đều là người của cô ta, Uyên tỷ cũng bị đuổi đi rồi, cho dù cô ta có giết mình ở đây sáng đến chỗ hoàng vu cũng không ai biết được. Muội rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì để có thể mưu hoạt được phụ hoàng thế? Cái bút đó mình đã xin phụ hoàng mấy lần rồi, hôm nay lại đi cho ngươi. Hoàng tỷ, cái bút đó có thể tặng cho tỷ đừng động tay được không? Ngươi cho rằng bổn cung chúa tiếc cái bút ngươi được tặng sao? Xem thường ai thế? Dừng xe, mau dừng xe. Sao thế, sốt à? Hắn ta không đến cắn ta đi. Ta khuyên tỷ bây giờ dừng xe đi nhặt lên ngay. Ngươi dám ra lệnh cho ta? Dù gì cái bút đó phụ hoàng muốn gì không phải tặng cho ta. Ngươi nói cái gì? Không phải tặng cho ngươi. Ngươi mà nói rõ cho ta. Cái bút đó tỷ cầu xin phụ hoàng rất nhiều lần, người cho rằng tỷ còn nhỏ tuổi không thích hợp dùng nên từ chối. Hôm nay người nhờ ta tặng cái bút này cho tỷ, nếu bây giờ tỷ đã đến tuổi dùng cái bút này rồi. Tặng cho ta, cái bút này là tặng cho ta. Ngươi không cả ta chứ? Xem ra và văn thường tâm địa cũng không xấu, nhiều nhất cũng chỉ là tiểu công chúa được nuông chiều mà thôi, không chịu nổi sống to trở lớn như hoàng hậu. Hoàng hậu đó không phải đơn giản, trong sách nói hoàng hậu là tiền triều có kết với nhau để bán nước, chỉ là người này. Xem ra mình phải lên kế hoạch ngày mai đi gặp chồng mình. Công chúa đáng thương, có lẽ cô ta đang suy nghĩ phụ hoàng có yêu thương cô ta không. Sáng ngày hôm sau, trùng hoa cung, lục thái tử vừa mới thức dậy mời thái công chúa vào nội điện cởi chốc lát. Đa tạ thì vệ đại ca đã thông báo cung điện của lục đại ca và vệ cung nơi ta ở kết cấu tương đồng nhau, ta tự đi vào là được rồi. Lục hoàng tử có dặn dò, nếu người đến thì cứ tự nhiên. Sau bước vào cung điện của hắn ta thì có cảm giác ấn lạnh, ngoài thì vệ ngoài cổng ra ngay cả người hầu cũng không thấy ai hết. Người này là nam nhân đeo mặt nạ đối diện với lục hoàng tử ở lúc đi luôn cát. Ai cho cô vào đây? Hắn ta, trên người hắn ta có mùi máu tươi. Mình nhớ trong nguyên tác lục hoàng tử bị nam chính hại chết. Không chỉ lục hoàng tử còn có đại bảo quân, nhiều hoàng tử cũng bị nam chính giết chết. Người áo đen này có phải là nam chính muốn ám sát mình không? Bị mình phát hiện muốn giết mình diệt khẩu. Mụ ấy chỉ là một trẻ con, ngươi hà cớ gì phải dọa mụ ấy? Chủ tử, ngươi lên xuống trước đi. Dự tính thời gian, nam chính Yến Thành vẫn chưa xuất hiện. Vậy mình, nếu mình đã xuyên không rồi thì phải làm cái gì chứ? Mình có thể thay đổi đại bảo quân, có lẽ cũng có thể thay đổi vận mệnh của bọn họ. Chỉ có nam chính không xuất hiện, những nhân vật phản diện này có thể sống tiếp. Sao thế, bị dọa đến ngốc rồi à? Còn không mau buông tay. À, nói đi, sớm như vậy đến cung điện của ta làm cái gì? Hôm qua muội có nhắc với phụ hoàng, biết được người khoe khoang ở quốc tử giám lần trước là con thứ của Lệ Bồn Thứ Lan. Ý của muội là lễ bộ trong nằm trong phạm vi quyền hành của hoàng hậu. Huynh thông minh quá. Lễ bộ không có quyền thế nhưng lại có tiền. Hoàng hậu nếu thật sự muốn lôi kéo, vậy ba con đứa của Lệ Bộ Thứ Lan đều phải vào quốc tử giám. Nhưng không phải chỉ có một tên tiểu đốt thôi sao? Với sự thông minh của huynh, sau này có thể làm thái tử, có lẽ có thể cứu được quốc gia này. Hắn ta thông minh như vậy, có lẽ có thể chống lại được nam chính. À dạ, muội nói mấy lời này. À muội nhắc thời lỡ miệng, tôi đừng để tâm, coi như muội nói hồ đồ. Đây là cái gì? Đây là sách lúc cần thiết trả cho muội. Tài năng vẽ tranh của muội quả đúng là đặc biệt đáng. Việc này cũng là ngoài ý muốn. Lục ca ca, huynh là người lớn sẽ không chấp trẻ con chứ? À, điểm tâm này xem ra rất ngon. Điểm tâm muội không cần ăn đâu. Hôm nay quốc tử giám không phải còn có tiết học sao? Muội đi trước đi. Vậy được rồi, ta thắt đi đây. Đi đi. Ở trong điểm tâm đã bỏ cái gì? Chỉ là một số thuốc anh thần sẽ không gây chết người. Tại sao lại hạ độc muội? Điện hạ, thắt công chúa này quả thật rất thông minh. Nếu không mai xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu thì sẽ của ta sẽ gây bất lợi cho điện hạ. Nghe là đã quên thân phận của mình rồi, nếu còn dám làm hại muội ấy thì tự đến nhà lao chịu mình hạt đi. Vâng.
Bất Tử Giám. Giám Thập Bát Công Chúa, ngươi muốn chết à? Ayo. Tham, Tam Công Chúa tha mạng. Tiểu nhân không phải cố ý, tiểu nhân lao cho con người. Ai cần người lao cho bổn công chúa, giờ chết đi được. Tam Công Chúa tha mạng, tha mạng. Tam Hoàng Tỷ, không muốn chết thì mau chóng cút đi. Vâng, vâng. Như vậy đã xong rồi. Thằng trước có người không cẩn thận chọc giận Tam Công Chúa, không phải bị phơi nắng ở bên ngoài 3 ngày sao? Hôm nay tâm trạng đã mở đầu Tam Công Chúa rất tốt, xem ra không có làm loạn nữa. Hôm nay không có chọc giận cô ta chứ. Lục ca ca sao vẫn chưa đến? Chân nhỏ của mình chậm chạp, cô ấy có lẽ đến rồi chứ. Tiểu công chúa điện hạ, người đang đợi Lục Hoàng Tử sao? Đúng vậy. Lục ca ca của người hôm nay sẽ không đến đâu. Tại sao chứ? Bởi vì hôm nay là ngày 15. Ngày 15 mỗi tháng nhà ấy đều không đến. Vậy ngươi có biết tại sao cô ấy không đến không? Trong nguyên tắc không có nhắc đến việc này. Việc này tôi không rõ. Còn tại sao nữa? Trừ phi hắn ta bị bệnh. Tam công chúa rút ra đi, vị trí của người tạm thời bảo công chúa cần dùng. À, tôi vẫn sẽ quay lại. Nhìn gì mà nhìn, còn nhìn tay móc mắt của muội ra đấy. Sao lại hầm dữ như vậy chứ? Móc mắt không phải là nhân vật như hoàng tử sao? Tôi còn nhỏ tại sao không chịu học cái hay chứ? Được rồi, lên lớp thôi. Vị sư sẽ kiểm tra bài học hôm qua một chút. Thưa công chúa, câu tiếp theo của ngài như sơn thượng tiết. Không phải chứ, sao lại xui xẻo như vậy? Ngài như sơn thượng tiết, cái đó kiếp trước mình chính là người học kém, kiếp này lại bị học vấn dài vò nữa, đúng là muốn lấy mạng mà. Giảo nhược văn gian nguyệt, giảo nhược văn gian nguyệt, chính xác. Thái công chúa tôi còn nhỏ mà lại rất thông minh, các em nên học hỏi thái công chúa nhiều. Đa tạ thái bác đã khen ngợi, thông minh học giỏi, tha cho mình đi. Đa tạ tam hoàng tỷ lúc nãy nhắc nguội. Vậy rung cung lên lớp mệt quá, mệt hơn cung đấu nữa. Thắc của ta, mẫu thân rất nhớ con. Sao con lại nhẫn tâm như vậy, không biết đến thăm mẫu thân? Mẫu phi giả thắc thắc, vinh phi, mẫu thân. Đây là mẫu thân trong nguyên tác, vinh phi bị cho là trong lãnh cung. Lâu quá không gặp, thắc thắc của ta đã trở nên xinh đẹp như vậy rồi. Mình nhớ vinh phi trong nguyên tác đối xử với con gái không tốt, bây giờ tại sao lại diễn vở kịch mẫu tử tình thâm? Mẫu thân vào trong ngồi với thắc thắc trước nhé. Người này là địch hay là bạn? Mình nên để thăm đến. Trong nguyên tác không có nhắc đến nhiều mẫu thân của thất thất công chúa, chỉ biết phạm sai lầm bị nhốt vào lãnh cung, sao bà ta có thể ra ngoài được? Thất công chúa từ nhỏ không có ai yêu thương, không biết chịu bao nhiêu cực khổ, hôm nay cuối cùng cũng có thể đoàn tụ với mẫu thân rồi. Cảm động quá. Im lặng chút cho tắm. Công chúa, từ quá tự dám về rồi, mau vào trong đi. Đại bạch đâu? Vinh phi nương nương dặn dò nói đại bạch ở ngoài quá lớn rồi, sẽ làm hại công chúa và cung nữ đã nhốt ở trong phòng củi rồi. Cái gì? Thất thất ngoan, đó là hổ, không phải mèo hay chó có thể làm động vật cưng chiều. Mẫu thân vì muốn tốt cho con thôi. Việc này có chút quá đáng rồi. Sau này mẫu thân sẽ ở bên này ở chung với thất thất, mỗi ngày đều kể chuyện cho thất thất nghe, có được không? Không đúng, trong sách không phải nói tính cách của bà ta lạnh nhạt, không thích ở chung người khác, ngay cả con gái ruột của mình cũng không yêu thương. Không đúng sao? Hoàng thượng giá đáo. Thần thiếp tỉnh an bệ hạ. Phụ hoàng, cứu tình đại bảo quân đúng là đến thật đúng lúc. Đến chậm chút nữa cung điện của mình sẽ bị chiếm mất. Thất thất, hôm nay là lớp có lớp, có nhớ phụ hoàng không? Có nhớ. Cũng có nghĩa là không chăm chỉ nghe giảng. Con dám gạt ta? Thôi đi, không có lần sau nữa. Nhà đầu này lại được sủng ái như vậy, xem ra lời đồn là thật. Thằng đến đây làm cái gì? Bẩm bè, thằng thiếp thật sự nhớ con gái, vì vậy hôm nay tôi càng đến gặp thất thất. Nếu đã gặp rồi thì về lãnh cung của nàng đi, đừng ra đây nữa. Bệ hạ, thất thất là con gái của thằng thiếp, thất thất ở chung với thằng thiếp ở lãnh cung, trước giờ chưa từng rời khỏi thằng thiếp nửa bước. Thằng thiếp không thể không. Vinh phi trong nguyên tác là mẫu thân thương con sao? Thật không? Không phải chứ, mình nhớ sai rồi sao? Ý của nàng là con là do một mình nàng sinh ra, không có liên hệ với chẳng. Thằng thiếp không có ý này. Cô ở trong lãnh cung nuôi dưỡng con của chẳng ốm yếu xanh xao thế này, toàn thân thì đầy vết thương. Nếu như không phải vì nãy tình cô là mẫu thân của thất thất, thì chẳng đã sớm không giữ cái mạng của công chúa cô rồi. Bệ hạ, thằng thiếp biết sai rồi. Người đâu, lôi cô ta xuống dưới, ném vào lãnh cung, tự sinh tự diệt. Thằng thiếp nguyện chịu phạt, nhưng xin bệ hạ đừng truy sát mẫu tử thiếp. Thất thất à, đứa con đột thạch của mẫu thân không muốn xa con. Thế nào nguyên chủ với bà ấy thật sự là mẫu tử liên tâm,
sao trong lòng mình lại cảm thấy khó chịu như vậy? Phụ hoàng thắc thắc muốn leo xuống. Có lẽ mình nên tự đoán người tốt kẻ xấu, không nên hoàn toàn chỉ nghe theo nguyên tắc. Nếu như mẫu thân đồng ý, thắc thắc có thể xin phụ hoàng cho mẫu thân sống ở đây. Thắc thắc sẽ ở bên cạnh mẫu thân, nhưng mẫu thân không được nhốt đại bạch của con, cũng không thể sai khiến Nguyễn như kẻ hầu người hạ. Được, được, mẫu thân đều nghe theo thắc thắc. Phụ hoàng, có được không? Như lời nói của con đều bác bỏ hết ý định của chấm, con nói xem. Vì thắc thắc biết phụ hoàng thương con nên mới dám tự tiện như vậy. Còn nhỏ mà đã biết ý lại vào ăn sủng còi mọc và mạng rồi. Thắc thắc cứ làm như vậy đó. Thôi chỉ cần nó vui là được, chỉ là một tinh thần mà thôi. Cái đầu này có trong lượng trong lòng bệ hạ như vậy. Bỏ nhau hàng của mỗi thân thu dọn đồ đạc đó nhé. Phụ hoàng đồng ý rồi. Thằng thiếp ta bệ hạ. Xem ra chuyện này mà đến không uổng công rồi. Con gái hay là con gái, con đúng là nấc thang cao quý của bổn cung. Mình đã tự ý giữ lại Vinh Thần, hay rằng đại bảo quân không vui rồi. Hay cũng đúng, đại bảo quân trước giờ luôn độc tài, ai dám kháng lệnh của hắn chứ. Lần này xem như mình đã đắc tội với hắn rồi. Phụ hoàng không vui sao? Không có. Vậy ôm con đi. Không ôm. Vậy phụ hoàng kéo con đi đi. À, chẳng sớm lâu nay đã gặp hàng vạn hàng ngàn người rồi, chỉ duy nhất một mình con to gan như vậy. Con xin lỗi mà phụ hoàng, nếu như con không dễ như vậy thì sao phá được tảng băng chứ. Phụ hoàng còn giận con không? Giận thì có thể làm gì con chứ. Phụ hoàng có thể báo thù thắc thắc mà, còn những cách vô lương tham ái. Báo thù? Đứa bé xa xa chỉ là ăn sủng mà ngạo mạn. Trời ạ, lúc nãy xảy ra chuyện gì vậy? Hình thức báo thù này của hắn khác thường quá. Đã khuya rồi, nghỉ ngơi đi. Vâng. Bệ hạ, đã điều tra được rồi. Nói tiếng thôi, nói đi. Ha, quả nhiên cô ta có suy tính khác. Bệ hạ, có cần nô tài đi? Vì sao cô ta cũng là mẫu thân của công chúa. Trong chừng cô ta trước, nếu như có bất kỳ hành tung khác thường nào thì phải báo lại cho chấm. Vâng, nô tài hiểu. Trước mắt chấm chưa thể giết cô ta, thật sự là vì sợ tổn hại đến con. Nhưng nếu cô ta dám gây bất lợi cho con, chẳng nhất định sẽ khiến cô ta tan xương nát thịt. Sáng hôm sau, chỉ như vậy. Ai thả con xuất sinh này ra vậy, mà bắt lại cho bổn cung. Á, à, cút ra, cút xa ra, đợi xuất sinh tán chết. Ai thả con xuất sinh này ra vậy, mà lôi ra ngoài đánh bổn mùa trường cho bổn cung. Đã lật mặt nhanh như vậy rồi sao? Dừng tay. Thất, thất thất à, sao con lại thả con xuất sinh này ra? Như không có ai trong chừng nó kỳ lưỡng, nó cắn mổ thân thì phải làm sao? Những lời con nói hôm qua hình như Vinh Thần nương nương đã quên rồi. Hôm qua là hôm qua, bây giờ bổn cung đã chuyển đến ở đây ở rồi. Mà lời con sinh này ra ngoài cho bổn cung. Nó không phải là xuất sinh, nó có tên riêng của mình. Ánh mắt của nhà đầu này hoàn toàn không giống như trước nữa. Cứ có nét giống với bè. Vinh Thần nương nương, hôm nay thắc thắc phải đến Quốc Tử Giám học, không cùng người ăn sáng được, cứ tự nhiên. Là bổng cung cảm nhận sai sao? Sau khi nó rơi xuống nước lúc nhỏ thì đã trở nên đàn độn ngốc nghếch rồi. Sao bây giờ lại? Quốc Tử Giám, hôm nay quên ấy lại không đến. Rốt cuộc, sức khỏe của Lục Ca có gì không ổn? Sao không nói cho mình biết một tiếng? Lục Ca, Tam Hoàng Tỷ. Biểu cảm này của muội nhìn thấy ta rất thất vọng sao? Không có. Ngồi nhích vào trong đi. Sao? Sao tỷ lại ngồi đây? Đừng ngồi cùng ổn công chúa là vinh dự của muội đó. Lúc cuộc cô ta uống nhầm thuốc gì vậy? Không ghét mình nữa. Nghe nói hôm qua mỗi thân hàng hạ của muội đã lại náo về ông cung. Chứ chút nữa bị phụ hoàng lôi đi chém đầu phải không? Mỗi thân hàng hạ. Bổn công chúa chỉ là thuận miệng nói vậy thôi. Mỗi thân của muội cũng vậy, từ đầu đã có đối xử không tốt với muội như vậy. Sao muội còn tốt bụng cho bà ta sống ở chung ở về ông cung? Sao cơ? Chứ của mình về mỗi thân rất mơ hồ. Sao là do thường thường là biết Vinh Thần đối xử không tốt với mình? Đã nào? Cảm ơn chúa, lúc trước rất hiểu về nhân vật chính sao? Cũng may bà ta vẫn chưa đánh muội. Cô ta đã nói gì vậy? Có phải mình đã nhớ ra được chuyện gì quan trọng không? Còn nhớ chuyện lúc trước mà chúng ta đã gặp không? À, không có gì, có như muội đã quên rồi. Rốt cuộc muội đã quên gì? Trước này, gương mặt này hình như cách đây rất lâu mình đã từng gặp rồi. Trước về nhân vật chính trong đầu mình hình như đang dần dần hồi phục. Bà ta cứ đánh muội như vậy, sao muội còn ở bên bà ta? Nếu như muội muốn thì có thể xin phụ hoàng cho muội đến ở cùng cô tỷ. Nhưng trước này, hóa ra là ở trong đầu của nhân vật chính. Nhưng tại sao sau này mối quan hệ của hai người họ lại trở nên như vậy?
Hoàng tỷ tỷ, có phải trước kia chúng ta có quen biết nhau? Muội nhớ ra rồi à? Cũng không nhớ được nhiều, hình như lúc trước muội bị ngã vào bụng hồ băng, có thể không nhớ được nhiều lắm. Con nhóc này vô lương tâm, năm đó ta đối xử với nó tốt như vậy, người lại vì mỗi thằng hèn hạ đó mà đoạn tuyệt với ta, sau này vì một câu mất trí nhớ mà quên sạch hết, đồ vô ơn. Đồ vô ơn. Này, có gì thì từ nói có được không? Vậy em cung, cảm ơn hoàng tỷ đã đưa muội về. Muội đừng có tự mình đã tình đưa muội về, chẳng qua chỉ là tiện đường đi qua, cung của muội nên đưa muội một tọ mà thôi. Cũng là một tam công chúa kiêu ngạo nhớ lòng mà. Một thứ vô dụng, ngay cả một con súc sinh mà cũng bắt không được, cũng cung còn thằng ngã ngươi làm gì nữa hả? Chỉ như vậy, sao cung của muội nó lọ màu vậy? Để xem thử tình hình mới biết được. Vinh Tâm Ninh Nương, Đại Bạch là thú cưng mà thác công chúa thương yêu nhất, nô tỳ không dám mạo phạm. Nếu như thác công chúa biết được thì sẽ nổi giận. Ừ, nổi giận, bổn cung là mẫu thân của nó dám nổi giận với ta sao? Còn ngươi chỉ là một tiện tỳ mà dám giấu huấn bổn cung mà. Nô tỳ không dám, chỉ là công chúa sắp về rồi, ngươi không nên động vào Đại Bạch. Chỉ là tiện tỳ mà dám to gan uy hiếp bổn cung. Tổ Nhi, bắt nó câm miệng lại cho bổn cung. Vâng, Nương Nương. Mà ta muốn đánh nô tỳ của muội, muội mặc kệ sao? Đừng vội, hư phải đợi một rỗng mới nhổ đang gấp được. Muội, muội biết Vinh Tần có vấn đề rồi à? Muội biết rồi, chuyện này tỷ không cần phải lo. Muội vẫn thương xót ả Vinh Tần đó sao? Còn muốn gánh tội thay bà ta? Ở đây không thèm quan tâm muội nữa. Tỷ cứ về trước, chuyện này muội sẽ có cách xử lý. Trước mắt có thể biết được rằng bản chất Vinh Tần cực kỳ xấu xa, nhưng vẫn chưa xác nhận là bà ta có phải hổ dữ hơn thịt con không. Xem ra chỉ có thể dùng cách này để dụ. Không ngờ người dám trái lại Nương Nương, đáng đánh. Á, à, cứu với Nương Nương, cứu với tỳ với. Hổ. Ủa các người, người đâu mà cứu bổn cung. Dạ thắt, con về rồi à. Thắt thắt, mẫu thân bất bại sinh ra con. Con này chết vì mẫu thân. Công chúa. Khung cảnh này sao lại quen thuộc như vậy? Có phải lúc trước cô ấy cũng đã từng cứu mình? Đó là nhân vật chính vẫn còn ở lãnh cung. Một lần thì đối khác đã bò ra ngoài tường. Cô ấy là người đầu tiên bên ngoài lãnh cung nhìn thấy mình. Cô ấy rất xinh đẹp, còn có một cái bánh bao thơm ngon trong tay. Muốn ăn không? Có được không? Người sống ở lãnh cung mà. Ta là thằng công chúa dạ banh thường. Sau này nếu người đói bụng thì có thể đến cửa hang này đợi ta. Tại sao? Cảm ơn cô. Cô ấy là người đầu tiên cho mình một lời hứa vững tin, khiến mình biết được ở lãnh cung tối tăm vẫn còn le lói chút ánh sáng. Lần thứ hai gặp mặt, cô ấy còn cho mình rất nhiều đồ ăn, còn mang thuốc trị vết thương cho mình. Vết thương trên người muội là do ai đánh vậy? Kẻ nào mà nhẫn tâm thế? Là mẫu thân đánh. Mẫu thân nói chỉ cần muội bị thương thì bộ hàng sẽ đến lãnh cung thăm bãi. Chỉ là thấy Vinh Hồng, Vinh Thần bạc đãi mình, cô ấy đã nổi giận. Tại sao lại có một con mẫu thân độc ác như vậy? Cô ấy còn nhỏ mà bà đánh thành ra như thế. Cô ấy thương xót mình, bảo vệ mình, nhưng để không được mắt mẫu thân của muội, mà lại nhẫn tâm làm tổn thương phụ lòng cô ấy. Đồ vô ơn. Muội dám vì bà ta mà cắn ta sao? Từ nay về sau ta sẽ không thèm quan tâm muội nữa. Muội cứ chết ở lãnh cung này với tiện nhân nó đi. Hóa ra đây mới là trận tướng khi cô ấy là thằng hậm mình. Hoàng tỷ, Tam công chúa, con gái mỗi thằng không có ý đó. Đây là chuyện ngoài ý muốn, con không sao chứ? Á, bổn cung thật là sự không có ý. Tam công chúa, tiện nhân, bổn công chúa thấy bà chưa đếm đủ roi da của bổn công chúa rồi. Võ công của gia bình thường rất mạnh, lúc trước ở nội hoa viên lại bị mình đánh đến mặt khóc. Lúc đó mình lại không nhìn ra cô ấy đang cố ý nhường mình. Nhìn gì mà nhìn, bổn công chúa đạp bà ấy đó, muội có chuyện gì? Muội có chuyện gì thì giữ lại trong lòng đi. Ta nhìn thấy bà ta là khó chịu rồi, nếu như không phải vì muội đang ở đây thì ta đã cho bà ta thêm vài cú đá rồi. Nghe đầu ngốc, sao vậy? Đã ta hoàn tỷ đã cứu thất thất. Muội ấy đã không vì mình đá bà ta mà trách tội mình, ngược lại còn cảm ơn mình. Không phải bổn công chúa của muội, muội đừng tự mình đa tình. Chỉ là bất luận thế nào cũng cảm ơn hoàng tỷ đã cứu muội, bảo vệ muội, không bỏ mặc muội trong lúc hoang nguy nan. Đã thà tỷ và ban thường, muội nhớ ra rồi. Tỷ tỷ xin lỗi tỷ chuyện trước kia. Muội xin lỗi gì chứ? Muội tưởng là tỷ tỷ xin lỗi là ta có thể giảng hòa với muội sao? Lúc trước tá thắt bị rơi xuống nước đã hôn mê rất lâu, khi tỉnh lại đã mất đi nhiều ký ức. Cái lúc nãy mới nhớ ra, không phải muội cố ý quên đi hoàng tỷ, mà hoàng tỷ thứ tội rơi xuống nước mà ta làm à? Không phải ta. Trước mình không nhớ rõ, hộ dữ cũng không ăn thịt con mình. Chuyện này chắc không phải do Vinh Thần làm. Người đâu, đợi phụ nữ độc ác này xuống dưới cho ta, nhốt vào nhà kho trước, sao phạt sao? Vâng. Thất thất, mẫu thân sai rồi, mẫu thân thương yêu con nhé, con hãy cứu mẫu thân. Ta là mẫu thân của con mà, thất thất, con chỉ có một mẫu thân là ta thôi. Ta mang thai 10 tháng mới sinh ra con.
con là đầu của anh Tâm. Còn khóc lóc nữa thì bổ công chúa sẽ cắt lưỡi ngươi đem đi chiên đó. Con thấy không phải muội đang muốn cầu xin cho bà ta chứ? Bà ta suýt nữa đã lấy mạng muội đó. Không phải cầu xin, lúc trước là muội không định rõ người nào tốt xấu. Bây giờ đã hiểu được khổ tâm của tỷ, thất 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 ý khổ lỗi. Muội bớt tự mình ra lập thành đi, ta không có khổ tâm gì với muội hết. Có nói thì muội cũng không hiểu đâu, bổ công chúa về cung đây. Đúng là vỡ lòng mà, muội sẽ để tỷ lộ diện vậy. Hoàng tỷ, đầu muội đau quá. Trải qua sự kinh hãi như vậy, còn đứng ngoài đó to nữa, sao không mau đã cho được đáng đời. Thôi, ta đã biết muội không có ta là không ổn mà, đành miễn cưỡng dìu muội vào phòng vậy. Nhà kho, Hương Nương lại cho nó tì làm việc cẩu thả, đưa lệ đánh Hương Nương. Không phải do ngươi, trừ thải con nhau đó, tránh nhẫn tâm đối xử với bổn cung như vậy. Trước khi nô tỳ bị con hổ trắng đó cắn bị thương thì có nghe thấy tiếng huýt sáo, thì có phải các công chúa đã biết được mục đích của chúng ta nên cố ý làm vậy? Dựa theo những gì ngươi nói thì ngay từ ban đầu nó đã giả vờ cẩn thận với bổn cung, đồng ý cho ta ở lại vì ân cung là vì muốn ta bộc lộ âm mưu. Vâng, ngay từ đầu này nếu bây giờ nó đã có tâm cơ như vậy thì ngay từ đầu bổn cung đã để nó chết dưới hồ băng rồi. Bệ hạ, hải phi nghiêm khắc như vậy là đang muốn giết chết ai? Thần thiếp không dám. Không dám mà, hải phi có chuyện gì mà lại không dám chứ? Bệ hạ, là tạm công chúa từ cao từ đại, tâm địa độc ác, nên là thiếp mới buông những lời oán giận, xin bệ hạ làm chủ cho thần thiếp. Người tưởng chẳng là tên ngốc sao? Tự xem đây là cái gì? Đây không phải là thuốc học hoang mà Tú Nhi giúp ta làm sao? Sao lại ở trong tay bệ hạ? Bệ hạ, thứ này là lúc nô tỳ bị bạch hổ cắn, cẳng làm rơi ra, không phải là đồ của Nương Nương, là của nô tỳ. Ồ, ngươi thật là tàn nhẫn. Vốn định giữ lại cái mạng cho ngươi vì ngươi là mẫu thân của đất thất, nhưng đáng tiếc ngươi biết rằng chẳng rất ghét nữ nhân nói dối. Thằng thiếp không dám nữa, xin bệ hạ tha mạng. Lời xuống, đem cho sói ăn, cho ta chứng lệnh. Không, bệ hạ không. Thẩm điện về ăn cung. Phụ hoàng, thằng con tỉnh giấc rồi, sao ngươi lại đến đây? Không có gì, chỉ là nhớ thất thất nên đến thăm con. Đó là hôm nay thất thất bị sợ hãi nên mới xin tâm hoàng tỷ đến ngủ cùng. Hai ngày đầu này thân thiết với nhau từ khi nào vậy? Không phải lúc trước còn đánh nhau sao? Không còn sớm nữa, thất thất cũng nên đi ngủ đi. Phụ hoàng, Vinh à, mẫu thân sao rồi? Cô ta ở đây lâu thì không tiện nên chậm đã đưa cô ta đến nơi cô ta nên đến rồi, thất thất đừng lo. Vâng, chúc phụ hoàng ngủ ngon. Ừ, thất thất ngủ ngon, con thường không ngủ ngon. Phụ hoàng ngủ ngon. Sáng sớm hôm sau, muộn như thế này sao mà ngủ chứ? Lát nữa thái phó đến hỏi thì lại không trả lời. Không phải là có tam hoàng tỷ che chở cho muội sao? Thất thất không lo lắng sẽ bị hỏi hồi gì. Vậy thì nếu như không có ta thì muội đã sớm bị phạt rồi. Nhưng từ sau chuyện hôm qua, mối hoại của mình và chị ấy cũng đã tốt lên nhiều. Vướng mắt đã được giải quyết rồi, chị ấy càng lúc càng giống một người thì xứng đáng hơn. Cẩn thận, ai bảo ngươi đột nhiên dừng xe lại? Nếu thất thất công chúa bị thương sẽ hỏi. Việc gì vậy? Đại hoàng tử, dạ cảnh thiên. Đại hoàng tử tha mạng, nó đột nhiên xông ra, tiểu nhân thất thời không chú ý mới. Cầm miệng, chảy máu rồi, ngươi định đền bù thế nào cho bên đó? Đại hoàng tử tha mạng, xin đại hoàng tử tha mạng. Đô tài bằng lòng cắt đi đôi tay này, cắt đôi chân cũng được, còn xin đại hoàng tử tha cho đô tài của đường sống. Tại sao hắn ta lại đồng ý cắt hai chân, cũng không muốn rơi vào tay của đại hoàng tử? Rơi vào trong tay của đại hoàng tử nhất định sẽ sống không bằng chết. Quỳnh ấy rất thích con mèo đó. Đại hoàng tử và cảnh hiền trong nguyên tắc là người rất thích ức hiếp người khác. Chỉ biết tính cách của hắn ta rất giống đại bạo quân lúc nhỏ, vui buồn hoặc giận, tính chế rất nhiều. Còn xin đại hoàng tử bất giận, đô tài cái gì cũng không ý bồi thường. Chân và thai của ngươi đều không thể để cho nó tốt hơn, ta lấy có tác dụng gì? Từ qua đó mùi điên rồi sao? Đại hoàng huynh không giống những hoàng tử khác, chứ không để đến sự bảo vệ của phụ hoàng, tốt nhất mùi đừng đụng chạm đến huynh ấy. Chúng ta đi đi thôi. Không sao đâu, con mèo đó bây giờ cầm băng bó lại, mùi muốn đi cứu mèo. Con mèo này xem ra chỉ là chạy xước, mùi giúp nó băng bó lại về cầm máu. Ngươi làm sao biết băng bó? Lúc trước mùi đã từng cứu một con hổ, nhìn nhầm nó là mèo, có lẽ việc cầm máu sẽ giống nhau hết. Hổ? Đúng vậy, còn đưa nó đến thái y viện để bôi thuốc, chưa đến 3 ngày thì đã khỏi hẳn. Con mèo này của ta không thích gần gũi người khác, ngươi đừng có sợ đầu nó sẽ cắn. Ngứa quá, mèo hư quá. Nó trước giờ không nhẹ nhàng như vậy, sao lại tin tưởng nhà đầu này như thế? Ngươi lại. Chào đại hoàng tử, ngươi là thất thất công chúa của hoàng hoàng, tên là già thất thất. Hai lông mày có nét giống phụ hoàng. Thất thất phải đến với thời giám học rồi, xin cáo từ trước. Ừ. Đại hoàng huynh,
thay vì sao bên ấy lại lên đây, hình như là nó muốn ngồi cùng xe ngựa của chúng ta để đến thay vì Đan Quynh sẽ không nhận định là chúng ta làm hại con mèo của bên ấy chứ, muốn mua thù chúng ta báo thù. Nam nhân này tính toán rất chu đáo, lúc này chắc không chọc giận hắn ta. Bỏ nó xuống, mà bỏ xuống, con mèo này là mạng sống của anh ấy, chứ giờ không cho ai động vào. Không phải mùi là nó tự nhảy lên, mùi không có làm gì hết. Hà Quynh, con mèo này rất đáng yêu. Người thích, thích, rất thích. Nương nương, qua đây. Chẳng lẽ Quynh ấy gọi nó là nương nương, tên nghe rất tôn quý. Dừng xe lại, không đến thái viện sao? Không đi nữa, nương nương sợ thái y. Sợ thái y? Không phải Quynh ấy muốn đến thái viện sao? Người này sao lại thay đổi chủ ý nhanh vậy? Không hiểu nổi Quynh ấy nữa. Lần này có thể thoát khỏi tay Quynh ấy là do chúng ta là mạng lớn. Thôi thôi. Nhưng vì hoàng tử này tính cách mỗi người mỗi khác biệt, khó có thể nắm bắt, nên cách xa bọn họ một chút. Chào nào, Quynh ấy sao lại ngồi trên xe người của ngươi? Chào Nhiễu Hoàng Quynh. Ngươi quen biết Quynh ta sao? Tạm biệt Nhiễu Hoàng Quynh. Phu xe đi mau, nhanh nhanh. Hôm nay không cho ngài ra khỏi cửa mà. Có tự dám. Tao bằng tỷ, đi vào trước đi, mũi đi vệ sinh. Tao đi cùng mũi. Mũi tao đi, được rồi, thì mới lên lớp đi. Vậy được, tao đợi mũi ở trong. Ở đây cũng có người học sao? Mũi ở đây làm gì? Lục ca ca. Ở đây là lớp quốc học sao? Sao mũi lại có thể đi tìm ra chỗ này? Lục ca ca sao lại đến quốc học? Hai ngày trước, tao đã hoàn thành giáo trình sơ cấp, bây giờ thì đến lớp quốc học. Tại sao? Không nói với mũi một tiếng. Tại sao phải nói với mũi? Đúng, mũi ấy vốn dĩ không muốn nói cho mình biết. Nói cho cùng mình rồi nấy chẳng qua chỉ là lợi dụng nhau mà thôi. Hết lợi dụng thì không còn gì nữa. Tao không có ý này. Tao nói chuyện trước giờ đều rất thẳng thắn. Mùi để ý trong lòng. Không sao, vậy mùi trước đây. Mùi, có muốn ở lại nghe giảng không? Có thể sao? Chỉ lần này. Lần này thì tới không được ngủ. Tốt nhất đừng ngủ. Ngủ rồi. Đã tiếp thứ hai rồi. À, mùi lại ngủ rồi. Mùi nói xem. Trẻ này mùi là trẻ nhỏ thì thường xuyên ngủ, đang phát triển. Tiết này không được ngủ nữa. Mùi đã bảo là người nam nhân đeo mặt nạ trong cung của Lục Hoàng Tử. Lục ca ca. Thất thất sợ cái gì? Chỉ là tiết học binh pháp mà thôi. Tiết học binh pháp. Chiến lược đánh thắng, chống địch, tấn công. Chiến lược hỗn chiến, chiến đấu, đánh bại. Tổng cộng 6 bộ chiến lược này, ai có thể nói cho ta biết có cái gì? Sao lại có nữ nhân ở đây? Mùi ấy để nghe một tiết, sẽ không ảnh hưởng người bên cạnh. Ta các quan, không làm hồn cũng không làm náo loạn. Sẽ tiên sinh cho phép ta ở đây nghe giảng với Lục Ca Ca. Tử tử trước giờ không tài, hiền diệu vi đức. Mặc dù cô còn nhỏ, nhưng cũng không nên vào tiết học của nam nhân. Cho dù nghe giảng cũng sẽ không hiểu. Ra ngoài. Chuyện tại này là trọng nam khinh nữ sao? Cái gì mà không tài, cái gì mà không nghe, không hiểu ở đây lý luận đó chứ. Tiên sinh lúc nãy hỏi 6 bộ binh pháp. Và bộ trước là nói về chiến lược tập trung binh lực ưu thế. Bộ sau là chiến biến tình thế bất lợi thành ưu thế. Mỗi bộ sau gồm 6 kế, tổng cộng có 36 kế. Xin hỏi tiên sinh có đúng không? Sao có tao biết? Cô ta xem ra chỉ là đứa trẻ 5-6 tuổi. Là do Lục Hoàng Tử dẫn vào sao? Đúng thì sao? Trừ phi là ta đã xem qua những sách binh pháp. Em hỏi ngươi lần nữa, chủ trương Ngụy Liêu thời chiến quốc có nguyên tắc gì? Mười Ngụy Liêu thời chiến quốc, 12 chương đầu là khái niệm chính trị, khái niệm chiến tranh. 10 chương sau là miêu tả đại quân lệnh và quân sự. Nguyên tắc chiến tranh là chủ trương thực hành dẹp loạn, diệt giặc. Tương tự tác chiến, phá tướng so với cường quyền, nuôi quân hàm chứa chủ nghĩa duy vật biện chứng. Người cuộc lại, tiên sinh chơi cười rồi. Ta chỉ là mùi mùi nhỏ nhất của Lục Ca Ca, ta không chúa hoàng triều giả đắc thất. Ngồi xuống đi. Xem ra là ta đã đánh giá thấp nữ tử rồi. Cô gái nhỏ như thế lại có trình độ như vậy. Cái đời này ta phải cố gắng hơn nữa rồi. Hay, may mà lúc học trung cấp mình học lịch sử cũng được. Ta trước giờ chỉ từng thấy mùi học binh pháp, nhưng việc này là mùi học được ở đâu? Là nghe phụ hoàng thỉnh thoảng nhắc đến, mùi học thuộc mấy câu. Phụ hoàng nói với mùi những việc này. Đúng vậy, cũng không nói nhiều, chỉ nói mấy câu. Đúng rồi, Lục Hoàng Cộng Ca Ca. Những nữ nhân bây giờ thật sự không có tài. Chỉ dựa vào sắc đẹp thôi sao? Không. Thất muốn làm một nữ nhân không thông thạo chữ viết, không có tài và đức hạnh sao? Không muốn, nữ tử cũng là người, không phải bạc biệt đại thuộc. Như cái đời bị nhốt ở bốn bức tường, làm con chim hoàng yến không biết gì, chỉ bằng tự do chiến đấu bảo vệ tốt lãnh thổ của mình.
cho bàn tán như thế chứ chờ chưa nghe qua. Mụ cũng muốn có người bảo vệ, mối quan hệ duy trì, rõ ràng việc không thể làm, mụ không muốn. Không muốn những người quan trọng rời bỏ mụi. Mụi ấy đang cười, nhưng trong ánh mắt hình như không có chút gì ngốc nết của một đứa trẻ nhỏ. Lời mụi ấy nói, thỉnh thoảng lộ ra là đang che giấu điều gì đó, chẳng lẽ mụi ấy thật sự có cảnh ngộ giống mình. Như thế, đừng nói cho người khác nghe nữa, làm những việc phù hợp với lứa tuổi. Khó khăn lắm mới bị xảy ra trong bóng tối nhắm súng. Thái thắc biết rồi, vậy mụi ngủ đây. Thật ra phải đi luyện kiếm, nhưng mụi mệt thì về trước đi. Hả, không phải, đã kết thúc rồi sao? Lúc nãy chỉ là lý luận, phải chút nữa đến võ đài mới biết được thực thật. Đao kiếm vô tình, người nào lúc nãy nói chém giết kẻ địch, không nhắc cần đi theo. Đợi mụi với. Buổi trưa võ đài. Cái búa này cao hơn mình nhiều quá. Người này là hại quá, nếu mình cao như thế còn phải sợ mấy vị hoàng huynh hung dữ đó sao? Vậy đó không phải là cú đấm của trẻ nhỏ. Cô, xin chào. Không phải ta nói, người ngộ quá. Cô có phải muốn lấy cái búa nhỏ này không? Muốn chơi cùng không? Búa nhỏ, không cần đâu. Ta tên Vương Đại Trụ, ở lớp chị nghệ. Cậu tên Thánh Yêu, là người mới đến sao? Sao ta chưa gặp qua? Ta... Lớp chị nghệ có lẽ là chuyên tuyển những người tài giỏi. Vương Đại Trụ này sinh ra rất thích hợp. Sao không theo tôi, đi theo? Là... Ngài là ca ca của cô ấy. Hai người nhìn rất giống nhau. Ta ở lớp chị nghệ, ta là Vương Đại Trụ. Sao mọi người đáng yêu như vậy? Ca ca thì lại khiến người khác kinh ngạc, rồi chết mình rồi. Ca ca, mùi làm sao vậy? Tại mắt của hoàng hậu ở trong đây rất nhiều, mùi đừng có tiếp xúc với những người ở đây. Lúc nãy, người đó chính là rất cường tráng, không dễ đối phó. Không hẳn, lúc nãy thật nhìn là người thật thà, mùi cũng đừng quá kinh động. Chỗ này rất phức tạp, cẩn thận một chút, không có sốt xấu. Nhớ chưa? Biết rồi. Ngoan, đi theo ta. Vâng. Ngoan vậy, hôm nay là nhìn thấy Thái Thác đáng yêu rồi. Không có, xui xẻo như vậy chứ, lại gặp nhiều hoàng tử thiên sát rồi. Lần trước Thái Thác nhìn thấy ta thì chạy, hoàng huynh vẫn chưa nói được câu nào với Thái Thác ấy. Chào như hoàng huynh. Hình như cao hơn trước một chút, trẻ con đúng là càng ngày càng thay đổi. Ta hình như có thể hiểu được thú vui của bộ hoàng khi nuôi trẻ con rồi. Sao ta thấy muội và lão lục rất thân thiết, hình như thấy ta thì sợ đến nỗi phải trốn. Hồi ta là nhị ca, hồi như hoàng huynh nghe xa lạ quá. Ai bảo huynh thích phép mắt người khác chứ. Vậy buông ra. Không phải hoàng huynh, Thái Thác là do ta dẫn đến đây. Ta đương nhiên có trách nhiệm chăm sóc tốt cho mùi ấy. Thành pháp của lục đệ chính xác hơn trước rất nhiều, quả thật không giống cùng một người. Câu nói này của dạ ngậu thiên là có ý gì? Bây giờ và lúc trước sự bề của lục ca lớn như vậy sao? Chẳng lẽ huynh ấy là mình giống nhau? Nhị hoàng huynh quá khen rồi. Đây là do phụ hoàng chỉ bảo. Giữa huynh và ta có gì để so vị? Thời gian không còn sớm nữa, Lâm Phá Ca đưa Thái Thác về. Vậy Lâm Phá Ca không luyện tên hay sao? Luyện mất tên không quan trọng bằng Thái Thác. Huống hồ kỹ năng lúc nãy của Lâm Phá Ca, Thái Thác không phải nhìn thấy rồi sao? Gia đình thành, ta muốn thử đưa hồ ly của ngươi còn muốn giấu đến khi nào? Huynh ấy đang nghĩ như vậy, là lúc nãy bị hoàng tử nghi ngờ thân phận, hay là sợ người khác phát hiện bí mật của huynh ấy? Huynh mũi lúc nãy... Lệ ân cung. Thác công chúa, năm nay, năm mới, tất cả cung đều là tặng quà đến đây. Công chúa thử, xem thử đi. Kèo lô do chính tay hoàng đế bệ hạ làm, sâu. Thái Thác thích nhất món quà của phụ hoàng đúng không? Đa tạ phụ hoàng, Thái Thác rất thích. Ánh mắt cá do nhà hoàng tử ban tặng một dĩa. Trên chạy, mau lấy đi. Không không, nhà hoàng huynh giữ lại mà thưởng thức đi. Lục hoàng tử à, món quà là ha, mọi có hài lòng không? Hài lòng, và của Lục Ca là vừa ý mùi nhất. Năm mới, đại cát. Lục Ca nói trước đi. Lúc nãy mùi có phải muốn kêu già ngầu thiên là nhị ca không? Việc khi huynh ấy cả đừng đi lo lắng thì ca là việc này sao? Không phải, mùi là bị ép, huống hồ cũng không có kêu. Huynh cũng biết, già ngầu thiên rất thích phép mắt người khác. Huynh ấy sẽ không tức giận muốn giết mình sao? Đó đem xác cho thú dữ ăn không? Lục ca, Thái Thác biết sai rồi. Già ngầu thiên rất bá đạo, xấu hổ, mùi sợ còn không kịp. Thôi đi, khóc cũng không được, hay là nhéo bản thân mình cho nhanh. Đừng nhéo nữa, ta tin muội. Về ăn cung. Đi thôi, đến cửa cung điện của muội rồi.
Lộc ca không giận sao? Muội có sự cảnh giác của với nhị hoàng tử, không sai. Lộc ca tại sao phải giận? Vậy lúc nãy huynh ấy là đang gà hỏi mình có phải là cùng phe với gà ngồi thiên không? Tâm cơ sâu quá. 10 ngày sau là kỳ thi cuối của lớp sơ cấp ở Quốc Thừa Giám, muội chuẩn bị sớm đi. Muội đã chịu đủ sự công kích rồi, huynh còn nhắc muội nữa. Cố gắng hết sức là được. Muội khi lên lớp thì ngủ mọi người ai cũng biết. Từ thái bác từ lâu đã không hy vọng với thành tích của muội rồi. 10 ngày sau Quốc Thừa Giám kết thúc kỳ thi cuối cấp sinh dần bút ngập hại. Kiếp trước học chịu khổ, sinh không rồi cũng không chống nổi giận mệnh thi cử, đúng là khổ quá đi. Ngày đầu thôi, sao ta thấy mùi hình như ốm đi nhiều, có phải về ân cung không cho mùi ăn cơm? Có sao, có thể là do thời gian này bị lão từ dằn thật. Ngày ấy hình hạ mùi, sao bổng cung chúa không biết? Ngày ấy có lẽ là sao vua hoàng nhìn thấy thành tích của mùi, sẽ đi tìm ngày ấy hỏi tội đấy. Vì vậy phải nhanh chóng dạy học cho mùi, mỗi ngày sau khi tan học phải bố trí thêm bài tập. Hà, ai bảo mùi ngốc như vậy chứ? Đi đến cung điện đi, ta muốn xem thử chó đại bạch của mùi nó mập, có mập lên không? Mập lắm, còn nữa. Đại bạch là hổ không phải chó. Được, được, hổ thì hổ. Sau khi về ta sẽ nuôi sư tử để có thể xứng đôi với hổ của muội. Hoàng thượng giá đáo. Phụ hoàng, chạy bò như thế làm cái gì? Nếu ngã thì phải làm sao đây? Thất thất nhớ phụ hoàng. Chỉ thằng tham kiến phụ hoàng. Phụ hoàng, hồi đi, về thành tích thi của con. Lúc nãy thái bác của đứa ta thì rất tốt. Thái bác khen bài viết của con trước mặt chẳng có tính chịu quá. Phụ hoàng nặng lời rồi, là thái bác dạy giỏi. Kính chịu quá, sao mình không nhìn thấy đề này chứ? Mình và Trạm Anh Thường thi đều là bài thi giống nhau, mình hoàn toàn không phát hiện có vấn đề nào biết như thế, chẳng lẽ nói. Chẳng lẽ là bài thi phản diện có vấn đề? Phụ hoàng, hả? Việc đó, việc thắc thắc, nếu thi không tốt thì phải làm sao đây? Ví dụ quên đề thi. Làm sao thấy được, thắc thắc của Trạm thông minh như vậy, thì đó sẽ không quên đề thi đúng chứ? Dùng bữa trưa, bệ ân cung. Bệ hả? Là bài thi của thất thất sao? Vâng. Mùi làm sao thế? Sao không ăn đi? Hoàng tỷ, nếu mùi thì không tốt, phụ hoàng có đánh mùi không? Sẽ không đánh đâu. Hai, bài thi tốt. Giờ tính là sẽ cắt hai. Nhưng phụ hoàng thường ngày rất thương mùi, có lẽ sẽ giữ lại cái mạng nhỏ của mùi, đừng lo lắng. Tỷ, tỷ nói xong mùi càng lo lắng. Bệ hạ, bài thi của thất thất công chúa, xin bệ hạ xem qua. Nguy rồi, thời thao đấu của mình sắp kết thúc rồi. Thất thất, con muốn đi vệ sinh. Qua đây, phụ. Mỗi lúc cuộc thi chém như vậy sao? Phụ hoàng hay là thất thất ăn cơm trước, sau đó mới đi vệ sinh. Cứ qua đây cho tắm. Hết cách rồi, chỉ có thể. Tình cảnh này cũng quá nhanh rồi. Không được khóc. Nhìn thích cho tắm, con biết cái quá gì rồi đây. Đây không phải là đã viết đủ hết rồi sao? Viết đầy đủ rồi. Con nói viết đầy đủ là cái gì? Là chữ giản thể. Hôm nay nếu con không phải giải thích rõ ràng chữ giản thể là cái gì, chàng sẽ bạc luôn hoàng tỷ của con. Sao mà bổn vương vừa đến lại nhìn thấy cảnh này rồi? Cái người chụp thằng cháu gái của ta nên mới bị phạt quỷ. Tâu tài tham kiến của vương gia. Bệ hạ không đến à? À, thì chị vậy? Sao ta khóc dữ dằn như thế? Phẩm của vương gia, thất công chúa thi viết không tốt, chọc giận bệ hạ, vì vậy bệ hạ rạch đánh nó. Bệ hạ, cháu gái của con nhỏ lần này thi không tốt, lần sau sẽ cố gắng. Vương gia không thể xông vào. Hoàng huynh, tuyệt đối đừng cả ta đánh nó. Nếu cháu gái trong lòng có ấn tượng xấu thì phải làm sao? Lúc nào mà chẳng dạy con lại đến lo chuyện bao đồng thế? Thầy con, bộ vương nghe thấy cháu gái đang khóc. Cháu gái, bảo bối ngoan, vừa nãy đánh con ở đâu? Ủa ngoan. Cổ hoàng thúc. Hoàng thúc bế. Không có phụ hoàng như ta chết rồi sao? Phụ hoàng không có đánh thất thất. Hả? Không đánh. Vậy tại sao con khóc như thế? Lúc nãy sức ép mạnh quá, xong bị sưng. Ánh mắt của phụ hoàng quá hung dữ, thất thất sợ hãi vì vậy mới khóc. Đã sợ như vậy, thất thất chi bằng làm con gái của phụ hoàng thúc đi. Qua đây, xem thử bài thi của cháu gái đệ, để sẽ biết chậm nhận nhìn đến mức nào. Bài thi thử đầu tiên của lớp sơ cấp của Quốc Thừa Giám sao? Đúng vậy. Đây là cháu ngoan, mọi chữ của con đều thiếu mấy nét thì cũng coi như cho qua. Đề bài này sao có thể trả lời như thế chứ? Đề nào? Hải tặc giặc Hoa quanh năm đồng hành ở biên giới phía bắc, hiện nay triều đình cử một đại quân tiến về đó và chia thành hai hướng, tạo
đạo đức, điều binh, đường thủy, mạnh cảnh, thành thạo, chiến thuật, giặc oa, hay ngồi trên chỉ rộng một, tại sao? Hai người đều không được, chỉ có phụ hoàng dẫn binh bình định biên giới, soi dự lòng dân, nổi danh khắp thiên cổ. Không phải có hai người chọn sao? Sao con lại chọn phụ hoàng chứ? Hoàng thúc người nghĩ đi, biên giới Bắc Minh khắp nơi đều là sa mạc lắm. Đạo đức giỏi về dẫn binh đường thủy, biểu hiện là không phù hợp. Vậy mạnh cảnh tại sao không thích hợp? Bởi vì mạnh cảnh từng trấn thủ biên giới, thành thạo chiến thuật giặc oa, nhưng biên giới hiện nay vẫn chưa thấy mình, có thể thấy năng lực của ông ấy không được. Con tuổi còn nhỏ lại có thể nghĩ nhiều như vậy, thật sự khiến hoàng thúc kinh ngạc. 5 tuổi rưỡi không nên hiểu những cái này sao? Vừa rồi bị lộ thảy. Hoàng huynh, thắc thắc, con biết để quốc vương của một nước dẫn binh đi đánh chặn là có ngụ ý gì không? Không biết. Con biết, nhưng câu nói này không thích hợp với lứa tuổi không dám nói. Quốc vương của một nước dẫn binh đánh chặn, ngụ ý nước đó trên dưới không có nhân tài, sắp đến thời kỳ diệt vong. Lẽ này sao? Thắc thắc không hiểu, chỉ thấy phụ hoàng anh minh, nếu như người đi nhất định có thể đánh thắng. Tại sao thắc thắc thấy phụ hoàng có thể? Bởi vì con biết tùy tiện để lấy lòng người, chẳng lẽ khen người hai câu không được sao? Tại sao không biết củ hoành thuốc của con chứ? Vì tài không cần phải kéo thêm bò chứ. Có phải thấy chậm lợi hại hơn củ hoành thuốc của con không? Hả? Phụ hoàng là hại nhất, được rồi chứ. Chậm tức rằng người đại nhất nên được thưởng mới đúng. Hay xem ra mình đã thành công với sự bạo lực gia đình trong kỳ thi thất bại lần này, chuyển hóa được bại được đại bộ quân. Phụ hoàng thắc thắc có phải rất ngốc? Sao thấy được? Thắc thắc của chẳng thông minh như vậy, quan niệm độc đáo, sao là ngốc chứ? Là đám người của tự dám có mắt như mù, với tài năng của thắc thắc là tiệm tuyệt đối còn chưa được. Người đâu? Bệ hạ có lệnh dò gì? Bảo người của tự dám thay hết cho chậm. Thay đổi, người đầu tiên sửa thành chữ giáp. Phụ hoàng, không cần đổi, lần thi sao thắc thắc thi tốt hơn là tự cỡ. Người đừng vì con mà trở thành hôn quân. Thắc thắc thấy bản thân không xứng có được chữ giáp. Sau này con sẽ cố gắng hết sức, chỉ là bây giờ trình độ của con không đủ, nếu thay đổi thì sẽ không công bằng với các học viên khác. Con thân là con gái của chẩm, quyền thế địa vị đều khó, hạ tất phải quan tâm đến công bằng, cũng sẽ không có người dám nói nửa đời. Phụ hoàng, thời cổ Tào Tháo hành quân từng có ngựa nhảy vào đồng ruộng và bị phạt nặng. Sau đó ngựa của Tào Tháo bị kinh ngạc đạp lên thiên hạ, ông ấy liền chặt đầu mới có thể xoa dịu lòng dân. Muốn nói với chẩm điều gì? Thiên tử phạm pháp đồng tội như thứ dân, hạ tất mặc dù là con gái của phụ hoàng cũng nên bảo vệ hình tượng minh quân của vua hoàng. Hoàng huynh, đứa con gái này của huynh sao xin được vậy? Chờ đợi với. Chỉ là vợ chấm. Ừ, vậy thì theo lời thắc thắc, hy vọng lần sau thắc thắc đừng làm phụ hoàng thất vọng. Thắc thắc sẽ cố gắng. Rốt cuộc là từ lúc nào con trở nên thông minh hơn người? Từ lúc nào càng ngày càng không giống con gái của chấm nữa rồi. Hoàng, đưa vô ánh mắt đó nhìn chấm. Chấm sẽ chọn cho đệ mấy cô nương xinh đẹp, ngày mai đưa vào phủ đệ chọn. Cô nương, bây giờ đệ cũng hơn 20 rồi, nên lấy vợ đi. Vậy thằng đệ đã tạ bệ hạ, thế thằng đệ có nhìn thấy ai vừa ý, thế định sẽ xin bệ hạ ban hôn. Nhưng mong là lần này phải vừa ý. Đệ ấy cũng đến tuổi nạp thê thiếp rồi, nhưng trước giờ vẫn chưa để ý ai. Nếu không phải thám tử báo tin đệ thỉnh thoảng ở lại Yến Hoa Lầu, còn bằng không chẳng coi như thật sự đệ ấy đã bị liệt rồi. Vậy lần này thằng đệ sẽ nỗ lực cố gắng chọn một người vừa ý, nhưng không biết bệ hạ có thể cho thằng đệ mượn thắc thắc một ngày được không? Hả? Muốn để cho thắc thắc chỉ em định dùm thằng đệ mà thôi. Thắc thắc có lẽ rất kỳ vọng của hoàng thẩm của nó đấy. Cái này còn xem ý của thắc thắc. Đồ ở trong cung nó ăn quen rồi, cái lên trong phủ của đệ không bằng. Nó đương nhiên không muốn. Về sớm đây, đừng chơi quá lâu. Ở trong rừng nó, nếu như nó rớt một cọng tóc nào, chẳng sao hỏi tội đệ. Vâng. Thắc thắc còn sống không? Phụ hoàng đánh người ấy chưa? Phẩm thăm công chúa, bệ hạ vừa về, các công chúa đều ổn cả. Tất cả đều ổn, không bị đánh. Lúc nãy không phải đang khóc sao? Tam công chúa, cửu vương gia vẫn đang còn ở bên trong. Bên đó ai đang bên trong? Quốc vương. Hay dạ. Cửu hoàng thúc. Ừ, đúng rồi, ta còn nhớ lần trước là con ném thắc thắc vào đám sói đúng chứ? À, đó là ngoại muốn. Hả, ngoại muốn? Ngoại muốn như thế, nếu chuyện đến tại bổn vương lần nào nữa, vậy thì con cũng sẽ không có ý kiến nào nữa chứ. Xuất hiện ngoại muốn như thế sẽ không đâu, cửu hoàng thúc thì đó sẽ không. Thắc thắc bây giờ là và lúc trước hoàn toàn khác nhau. Con nhất định sẽ đối xử tốt với thắc thắc. Ừ, ta thà con. Ta thà mình, thật kỳ lạ. Cháu ngoan, ngồi xem quanh giờ mà chưa. Đã chuẩn bị cho điểm tâm cho cháu ngoan ở trong phủ. Còn có hoàng toàn yến của linh lung khác, đều là món ngon thích. Cô hoàng thúc đối xử với thắc thắc tốt nhất. Toàn yến mới thích của mình. Còn cô hoàng con nói vẫn chưa đến. Hoàng thúc đi xử lý một số việc. Cháu gái ngoan ở trong thư phòng anh, nếu cần thứ gì cứ nói với quản gia bên ngoài.
của anh Thúc trên chiếc đó con vẫn chưa tìm được. Có phải người nhớ nhầm sổ rồi không? Giọng nói đó Lùng, Lùng ca ca, sao Quỳnh lại ở đây? Ta ở đây có gì không được? Quỳnh ấy không phải đến giúp của anh Thúc chọn thay thử chứ? Cảnh tượng này khó hình dung được. Không tìm thấy, ta nhớ để phía sau hậu viện, con tìm thử chưa? Làm phiền của anh Thúc rồi. Anh Thúc ra ngoài một chút, con ở đây đợi ta. Vâng. Quỳ lên đây làm gì? À, chúng ta không phải đều tới giúp cô anh Thúc tuyển phi sao? Tuyển phi gì? Xem ra mục đích của chúng ta khác nhau. Quỳ đây chẳng lấy, chắc lấy do xuất cung, nhưng thực ra là đi lén gặp người giống lần trước ở Lâm Cát. Thái Thác với cô anh Thúc quan hệ rất tốt à? Cô anh Thúc đối xử với tốt với Thái Thác. Thế Lục Ca với Thái Thác thì sao? Dĩ nhiên tốt à? Nói nhảm, chúng ta là đồng minh, không tốt với Quỳ thì tốt với ai? Nhưng mà cũng chỉ là đồng minh hữu nghị thôi. Nói dối. Tại sao muội không đến Trùng Hoa cung tìm ta mà lại chạy ra ngoài giúp cổ hành thuốc tuyển phi? Nhưng mà trong cung quá chán thì cần gì phải chạy đi xa như vậy? Đừng nói nữa. Không dám nữa, làm sao nhất định chủ động đi kiếm Lục Ca Ca. Ừ, không biết điều đấy. Châu Cái ơi, ra làm gì đó? Học được, kính trên giường dưới rồi à? Sao giờ thuốc mới về, chút nữa là mệt chết rồi. Chiếm mà con cặn. Đã toàn hành thuốc đã nhường con. Nhường thì không phải, để Lục đã rất thích hoàng, thích thì hoàng thúc tặng cho con thôi. Bà bói ngoan, có muốn lên phố chơi không? Con... Hả? Kẹp, Lục Ca sắc mặt tự nhiên thấy ghê vậy. Dạ thôi, không đi chơi à, không phải là nói giúp cổ hoàng thúc chuẩn phi sao à? Con bé ngốc này, đó chỉ là ta lời ta lừa phụ hoàng của con thôi. Hoàng thúc còn chưa muốn lấy lập thê. Nhưng hoàng thúc, vì lượng người rất đông, còn mời quân gia xem tranh sàn lập trước. Nếu vừa mắt, thảo đô sẽ đưa họ tới à? Được lắm, dạ cưng yêu. Bình thường các đại thần kêu ngươi tiễn tú nữ thì ngươi thờ ơ, đừng có việc nước bận miệu thì ra đồ tốt thì giữ lại để cho ta. Ta thật cảm tạ. Wow, của anh Thúc, Thúc nhìn xem, từ đây này xinh quá. Phúc chán thật đó, nhưng khuôn mặt thì không. Vậy con người này, con gái của thừa tướng Mộ Dung. Nhà Mộ Dung tiền triều rất lớn mạnh, còn thông đồng với hoàng hậu không ổn. Thì xem người tiếp theo. Từ từ hãy lặng, người này không tội. Khuôn mặt rạng rỡ, mảnh mai yêu kiều, không thì giới thiệu cho phụ hoàng con, không cho quần ấy lại thích. Thật sao? Tự nhiên cảm thấy tiểu đứa đầu này nhìn thấu ta. Tất nhiên rồi, họ Thúc đều biết hết sở thích của phụ hoàng con. Phụ hoàng Thúc và đại bảo quân chắc có hình khích. Thế nhưng nếu có thể để dạ mặt hàng cho được thê tử con cái, có thể sẽ xoay chuyển được kết cục. Hoàng Thúc nói đúng. Phải ra thắt giúp hoàng Thúc và phụ hoàng chọn vài mỹ nhân. Bên trái là của hoàng Thúc, bên phải là của phụ hoàng, chèn với nhau. Con bé này đúng là không thêm bị chút nặng. Hay, ngày xưa mỹ nhân mê hoặc lòng người, nhưng hôm nay những mỹ nhân này là vì cứu tính mạng của Hoàng Thúc. Với lại, chọn cho đại bảo quân mấy người để phụ hoàng không có thời gian bắt ta học bài nữa. Thái Thất là chỉ kỹ của phụ hoàng và Hoàng Thúc, tiểu tử, tiểu áo bông. Hoàng Thúc không lạnh, áo bông này để phụ hoàng con mặc. Phụ Hoàng Thúc bây giờ đi gặp họ à, cần con đi cùng không? Người mà đánh chọn thì ta không thể không cưới. Không, không cần đâu, Hoàng Thúc tự đi gặp. Hoàng Thúc rồi đi nha, đây đều là con cẩn thận chọn đó. Đặc biệt mau có con. Mau mau đi thôi. Nhà mặt hàng ơi là nhà mặt hàng. Vì của ngươi con đã cố gắng hết sức rồi. Chết rồi, mình rơi mất. Đi ông nội này. Lục Ca, quên ở đây à? Hay là giúp phụ hoàng chọn mấy người? Giờ chỉ còn hai chúng ta, muốn không cần giả vờ ngây thơ. Ồ. Lục Ca xuất cung chỉ vì tranh chiếm này sao? Đừng hỏi, biết ít thôi, như vậy là tốt với muội. Mùi tưởng phi cho cô anh Thúc hay là còn mục đích khác đúng không? Hỏi ít chứ ít. Quên xem, mùi lặng trăng sao thấy có cả các tiểu thư 14-15 tuổi, Lục Ca quên muốn xem không? Nghe lâu này, cuộc khi nào mới là con người thật của mùi ấy? Chị tỷ này dễ thương quá, cảm thấy là kiểu Lục Ca thích. Chị ta thích. Thái Thất hiểu sở thích của Lục Ca thấy sao? Không, không lẽ Lục Ca quên không thích à? Chị tỷ này tướng mạo mùi rất thích. Ấy, sao nó giận rồi? Thích chứ, mùi dành cho ta, sao có thể không thích? Chị Thất Thất